Kính chào quý thính khán giả quay trở lại với kênh Bước Chân Phật Pháp. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị luôn vạn sự an lành, tấn tài tấn lộc. Các video trên kênh Bước Chân Phật Pháp đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép re-up dưới mọi hình thức. Sau đây sẽ là nội dung chương trình ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Thầy Phong Thủy dặn, thân thiết đến mấy cũng đừng cho mượn những thứ này, kẻo tài lộc tiêu tan, càng ngày càng nghèo. Tuyệt đối không cho vay mượn, kẻo đánh mất tài lộc của chính mình. Dù có thân đến mấy cũng không nên cho mượn đồ vật này. Không cẩn thận là mất tiền tài, còn mang xui xẻo đến cho mình. Các chuyên gia phong thủy nhắc nhở rằng, cần kiêng kỵ cho mượn những vật sau, nếu không sẽ vô tình trao vận may của mình cho người khác. 1. Là cho mượn ví tiền. Công dụng chính của ví tiền là để cất giữ, bảo quản tiền bạc. Không những thế, phong thủy ví tiền chỉ ra rằng chúng còn đại diện cho tài lộc. Nó còn là món đồ phong thủy giúp thu hút tiền tài và mang lại may mắn cho người sở hữu chúng. Chính vì vậy, các chuyên gia phong thủy nhắc nhở rằng cần kiêng kỵ việc cho mượn ví, vì điều này cho thấy bạn trao vận may của mình cho người khác, khả năng giữ tiền cũng giảm sút. Đó là lý do bạn thường xuyên để tiền hao hụt không lý do. Tốt hơn hết, bạn nên tránh việc này để không ảnh hưởng tới tình hình tài chính. Ví là món quà được chị em phụ nữ lựa chọn nhiều nhất để tặng chồng và bạn trai, bên cạnh đồng hồ, thắt lưng, vì đây là những món dùng thường xuyên và hợp lý nhất. Nhưng tốt nhất, bạn không nên đưa ví của mình cho người khác sử dụng, vì hành động này cũng giống như đưa tài lộc của mình cho người khác. Người xưa cũng coi ví là nơi chứa đựng vận may của bản thân, nên hành động này khiến khả năng kiếm tiền, giữ tiền của gia chủ sẽ bị giảm sút. Tốt hơn hết, bạn nên cẩn thận khi tặng ví để tránh ảnh hưởng tình hình tài chính, trừ khi vợ chồng có cùng chí hướng. Hai vợ chồng tuy hai mà một, thì việc tặng anh ấy một chiếc ví hay ngụ ý trao cho một kho tiền cũng không thành vấn đề. 2. Là cho mượn tiền đầu tháng, đầu năm. Trong ngày đầu năm mới, ngày vía thần tài, mùng 1 âm lịch, người ta kiêng kỵ cho vay và đi vay tiền. Thậm chí cả việc trả nợ cũng không nên một chút nào. Tiền ra vào như thế nào trong ngày đầu tháng, đầu năm được cho là phản ánh cho cả tháng cả năm đó. Do đó, người cho vay sẽ bị mất mát tài lộc cả tháng năm đó, còn người đi vay luôn trong tình trạng túng thiếu, vay mượn cả năm. 3. Là đồng hồ. Đồng hồ tượng trưng cho sự chảy trôi của thời gian. Các kim của đồng hồ quay một vòng 360 độ, ngụ ý cho một vòng thái cực. Vì vậy, theo phong thủy, cho người khác mượn đồng hồ sẽ khiến thời gian của bạn bị đánh cắp, công việc bị cản trở, mọi việc không hanh thông, thuận lợi. Đồng hồ là biểu tượng cho thời gian đang trôi trong từng tích tắc. Đeo đồng hồ là để nhắc nhở chúng ta phải trân quý từng phút giây của quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng còn là biểu tượng của sự trường tồn, vĩnh viễn. Vì thời gian thì không bao giờ dừng lại. Mỗi khi kim đồng hồ nhích từng chút về phía trước, cho thấy con người đang dần già đi. Do vậy, dịp đầu năm kiêng kỵ nhất là tặng cho người khác đồng hồ, đặc biệt khi trong gia đình họ có người già. Bên cạnh đó, mượn đồng hồ cũng là một trong những việc cần tránh, vì điều này hàm nghĩa bạn đang cho người đó mượn thời gian, tài lộc cũng bị mượn mất. Đó có thể là nguyên nhân công việc của bạn bị trì hoãn, trắc trở. Vì thế, những chuyện xui, bốm là mượn dao, kéo là một trong những thứ không nên cho mượn nhất. Chúng được xem những vật dụng quen thuộc, không thể thiếu trong gia đình. Tuy nhiên, trong phong thủy, nó còn tượng trưng cho sát khí. Đó là lý do người ta khuyên không để dao kéo bừa bãi trong nhà, vì chúng có thể gây những tác hại không ngờ đến với sức khỏe và tiền tài của gia chủ. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyên không nên cho mượn dao, vật đại hung trong phong thủy, kẻo có nguy cơ tự rước lấy hiểm họa về mình. Vậy nên ngoài kiêng kỵ cho mượn dao, bạn cũng nên tránh mượn dao người khác. Tuy nhiên, trong không gian của một căn nhà thì người này cho người kia mượn dao là chuyện thường tình, không có gì phải kiêng kỵ cả. 5. Là cho mượn đồ vật phong thủy. Đồ vật phong thủy mang tính cá nhân của một người hay của gia đình sở hữu nó, vì thế nó hấp thu, tương tác năng lượng với người đã sử dụng chúng. Thế nên với những món đồ mang lộc khí, vận may đến cho bạn thì không nên cho mượn. Khi cho người khác mượn đồ vật phong thủy thì nguồn năng lượng đó sẽ bị biến đổi, dù người khác sử dụng thì nó vẫn có tác động phần nào đó đến bạn. Thế nên khi cho người khác mượn vật phẩm phong thủy, nó cũng sẽ không mang lại điều tốt đẹp tương đương như chủ nhân cũ của nó. 6. Là thần tài. Khi một người bạn khai trương cửa hàng mới, nhiều người không biết nên tặng quà gì, sẽ lựa chọn mua một con mèo thần tài hay một ông thần tài để tặng cho họ, với ý nghĩa chúc khai trương hồng phát, tiền vào như nước, tài chính dồi dào. Trên thực tế, bạn cần phải hết sức cẩn thận khi tặng thần tài, vì theo quan niệm người xưa, việc trao thần tài cho người khác có thể dễ dàng lấy đi của cải của chính bạn, và sự giàu của bạn sẽ bị tiêu tán trong thời gian dài. 7. Là gối. Gối hiếm khi được tặng làm quà cho người khác nên bạn đừng bất cẩn, bởi gối là vật dụng không thể thiếu của mỗi người vào ban đêm, mang ý nghĩa ngủ yên, tâm an. Nếu tùy ý mua gối làm quà cho người khác thì sau này bạn sẽ có ít ngày ngủ yên hơn. Gối chỉ có thể chia sẻ giữa vợ chồng, vì giữa họ không có rào cản, chung sống và chia sẻ gánh nặng với nhau. 8. Là nến. Ngày nay, có những loại nến thơm được chế tác tinh xảo để người ta tặng làm quà, nhưng không nên mang loại nến thông thường từ nhà mình tặng hoặc đưa cho người khác. Nến là vật dùng để thắp lửa. Từ xưa người ta đã rất coi trọng ngọn lửa. Lửa được xem là cội nguồn của gia đình. Theo quan niệm truyền thống, người ta sẽ kiêng cho mượn lửa vào những dịp đầu xuân năm mới. Việc cho mượn lửa hoặc nến được cho là sẽ làm ảnh hưởng đến tài lộc của gia đình. Ngoài ra, theo quan niệm phong thủy, lửa là một yếu tố thuộc ngũ hành. Ngọn lửa đóng vai trò quan trọng trong phong thủy của gia đình. Nó tượng trưng cho vận khí của căn nhà. Vì vậy, để không làm ảnh hưởng đến vận khí, gia chủ nên tránh cho mượn bật lửa diêm, bếp. Bên cạnh đó, người xưa cũng kỵ đưa nến, vì hầu hết nến đều dùng để thờ cúng người đã khuất. 9. Là không cho nước lửa ngày đầu năm. Dân gian quan niệm không nên cho nước lửa ngày đầu năm. Nước và lửa tượng trưng cho tài lộc, may mắn, sự đủ đầy trong gia đình. Bởi vậy, cho nước lửa đầu năm hoặc những vật tượng trưng như diêm, bật lửa sẽ làm mất đi sự may mắn, gia đình không đủ ăn đủ mặc trong năm mới, tiền bạc làm ra cũng sẽ thất thoát. Và cuối cùng là 10. Bể cá. Nhiều bạn có sở thích nuôi cá hoặc các loài động vật thủy sinh khác ở nhà, nên những người xung quanh biết được sở thích này sẽ tặng bể cá làm quà tặng. Vậy tại sao người được tặng bể cá hoặc mang tặng bể cá cho người khác lại gặp vận rủi về tài chính trong một khoảng thời gian? Đó là bởi vì bể cá cũng có ý nghĩa tương tự như thần tài. Bể cá tượng trưng cho tài lộc, nên không thể đặt bừa, tặng bừa. Bên cạnh đó, một số người có bản mệnh kỵ nước, hoặc loài cá được tặng không hợp với bản mệnh. Cả hai điều này đều góp phần khiến chủ nhà gặp nhiều xui xẻo. 8 việc cần làm ngay để hóa giải vận xui, đơn giản ai cũng làm được. Vận xui đeo bám khiến bạn cảm thấy khó khăn hơn, vất vả hơn. Để hóa giải chúng, hãy thử làm theo một vài mẹo nhỏ này. 1. Là rắc muối. Người xưa quan niệm muối có công dụng xua đuổi tà ma và hóa giải vận xui hiệu quả. Vậy nên khi gặp nhiều điều xui xẻo trong cuộc sống, bạn chỉ cần lấy một ít muối ném qua vai trái của mình, hoặc bạn rải muối xung quanh nhà hay phòng ngủ, cũng giúp gia đình ấm êm, tình cảm của các thành viên ngày càng thêm mặn mà. Một cách nữa là tắm bằng nước muối. Bạn chỉ cần thêm 2-3 muỗng canh muối vào trong nước ấm và tắm bình thường. Không chỉ giúp xua đi xui xẻo, mà nó còn giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn. Rắc muối đã từ lâu được coi là một biện pháp hóa giải vận xui và đuổi tà ma trong văn hóa dân gian. Theo quan niệm của người xưa, muối có khả năng loại bỏ năng lượng tiêu cực và mang lại sự bình an cho gia đình. Do đó, khi gặp nhiều khó khăn và xui xẻo trong cuộc sống, chỉ cần lấy một ít muối và ném qua vai trái của mình để loại bỏ những tác động tiêu cực. Ngoài ra, việc rải muối xung quanh nhà hoặc trong phòng ngủ cũng được coi là một biện pháp hữu ích để tạo ra một không gian ấm áp, bình yên cho gia đình. Muối được xem là một phương tiện hóa giải và làm sạch không gian, giúp tăng cường sự hòa thuận và tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Một cách khác là tắm bằng nước muối. Bằng cách thêm 2-3 muỗng canh muối vào nước ấm và tắm bình thường, bạn không chỉ giúp loại bỏ các năng lượng tiêu cực mà còn tạo cảm giác thoải mái và sảng khoái hơn. Việc này được coi là một phương pháp hữu ích để giữ gìn tinh thần và cơ thể, đồng thời mang lại cảm giác an lành và hạnh phúc cho cuộc sống hàng ngày. Những biện pháp truyền thống này không chỉ đơn giản mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa tâm linh và tinh thần trong văn hóa dân gian. Chúng giúp tạo ra một không gian sống tích cực, đồng thời mang lại phúc lộc, tài lộc, may mắn và tiền tài cho gia đình và cá nhân. 2. Là thắp hương khi gặp phải quá nhiều khó khăn trong cuộc sống, bạn hãy thắp hương cho tổ tiên hoặc các vị thần Phật. Bạn nên thắp số hương lẻ và nên chọn những loại hương có mùi cây nồng như hương hoa nhài hoặc hương gỗ để tỏ lòng thành kính. Thắp hương không chỉ giúp xua đi vận xui mà nó còn mang lại cho bạn cảm giác thư thái. Thắp hương là một hoạt động truyền thống có ý nghĩa tâm linh lớn trong văn hóa của nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Khi gặp phải nhiều khó khăn và thách thức trong cuộc sống, việc thắp hương cho tổ tiên hoặc các vị thần Phật được coi là một biện pháp hóa giải vận xui và tìm kiếm sự an lạc. Thực hiện việc này, người ta thường thắp số hương lẻ và chọn những loại hương có mùi cây nồng như hương hoa nhài hoặc hương gỗ. Những loại hương này được cho là có khả năng tạo ra sự kết nối mạnh mẽ với thế giới tâm linh và giúp truyền tải lòng thành kính của người thắp hương. Thắp hương không chỉ đơn thuần là một hành động tín ngưỡng mà còn mang lại cảm giác thư thái và yên bình cho tâm hồn. Việc tạo ra không gian yên tĩnh, sạch sẽ và tràn ngập mùi hương thiêng liêng, tinh thần được nâng cao và cảm nhận được sự gần gũi với vô thượng, từ đó mang lại sự phúc lộc, tài lộc, may mắn và tiền tài cho người thực hiện. Như vậy, thắp hương không chỉ là một phương tiện hóa giải vận xui mà còn là một cách để tìm kiếm sự bình an và niềm tin trong cuộc sống, đồng thời làm tăng cường tinh thần và đem lại cảm giác an lạc cho tâm hồn. 3. Là chôn gương vỡ. Theo phong thủy, gương vỡ là một điểm báo rất xấu. Nếu vô tình làm vỡ gương, bạn hãy hóa giải bằng cách chôn nó xuống một mảnh đất trống. Cách này giúp bạn tránh được những điều không may, đồng thời hạn chế được việc các thành viên trong gia đình bị thương. Theo quan niệm phong thủy, gương vỡ được coi là một dấu hiệu không may mắn và mang lại năng lượng tiêu cực cho không gian. Để hóa giải điều này, một cách thường được thực hiện là chôn gương vỡ xuống đất trống. Hành động chôn gương vỡ này được xem như việc chôn đi những năng lượng tiêu cực, ngăn chặn chúng khỏi lan truyền và tác động đến cuộc sống hàng ngày của gia đình. Nó cũng là biện pháp để tránh những tai nạn và sự không may xảy ra với các thành viên gia đình. Việc hóa giải bằng cách chôn gương vỡ xuống đất trống được kỳ vọng sẽ mang lại sự phúc lộc, tài lộc, may mắn và tiền tài cho gia đình. Đồng thời, cũng là một cách để giữ cho không gian sống luôn được sạch sẽ và tinh thần được bảo vệ khỏi những tác động tiêu cực từ năng lượng của gương vỡ. 4. Là trưng bày đá phong thủy. Đá phong thủy có rất nhiều loại khác nhau và công dụng của chúng cũng khác nhau. Đặt đá phong thủy trong nhà, trong phòng làm việc hay mang theo bên người đều có thể giúp bạn tránh được những luồng khí xấu. Chẳng hạn, dùng đá hồ ly để hóa giải trắc trở trong chuyện tình yêu. Dùng đá thạch anh để tránh xa tà khí, không cho chúng xâm nhập làm hại bản thân. Dùng đá xà cừ giúp ngăn chặn không cho những linh hồn bơ vơ lại gần làm hại mình. Trưng bày đá phong thủy trong không gian sống và làm việc không chỉ là một phong tục mà còn được coi là một biện pháp hóa giải và tăng cường năng lượng tích cực. Các loại đá phong thủy được cho là có khả năng tạo ra các dạng năng lượng tích cực và giúp cân bằng năng lượng xung quanh. Với mỗi loại đá phong thủy, có một công dụng và tác dụng cụ thể khác nhau. Đá hồ ly được sử dụng để hóa giải trắc trở trong chuyện tình yêu và mang lại may mắn trong các mối quan hệ tình cảm. Đá thạch anh thường được dùng để tránh xa tà khí, giúp bảo vệ khỏi sự xâm nhập của năng lượng tiêu cực và tăng cường năng lượng tích cực cho người sử dụng. Đá xà cừ có khả năng ngăn chặn những linh hồn bơ vơ, gây ra sự cản trở và không may mắn, giúp tạo ra một không gian an lành và yên bình. Việc trưng bày đá phong thủy như vậy không chỉ giúp tăng cường sự may mắn và phúc lộc mà còn mang lại cảm giác an tâm và bình yên cho người sử dụng. 5. Tích cực làm việc tốt. Người xưa quan niệm khi bạn cho đi thì thứ bạn nhận lại có khi còn nhiều người. Nếu bạn làm việc thiện bằng cả tấm lòng từ bi của mình thì chắc chắn bạn sẽ được nhận lại những điều tốt lành. Ngoài ra, khi bạn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình thì bạn sẽ nhận thấy cuộc đời mình còn nhiều may mắn. Những khó khăn bạn gặp phải không là gì so với khó khăn của người khác. Từ đó, bạn sẽ có thêm ý chí để vượt qua những khó khăn bạn đang gặp phải. Tích cực làm việc tốt không chỉ là một cách để đạt được thành công và may mắn trong cuộc sống, mà còn là một phương tiện để tạo ra sự hạnh phúc và cảm giác đầy đủ trong lòng. Người xưa đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc cho đi và làm việc thiện, và điều này vẫn đúng cho đến ngày nay. Khi bạn làm việc thiện với tấm lòng từ bi, bạn không chỉ tạo ra sự hài lòng và hạnh phúc cho người khác, mà còn tạo ra một dòng chảy năng lượng tích cực quay trở lại với bản thân bạn. Như câu gieo gió gặt bão, những hành động tốt lành mà bạn thực hiện sẽ được đáp lại bằng những điều tốt lành trong cuộc sống của bạn. Bên cạnh đó, khi bạn giúp đỡ những người gặp khó khăn hơn mình, bạn không chỉ làm cho cuộc đời của họ trở nên tốt đẹp hơn, mà còn nhận thấy sự động viên và niềm vui từ việc làm điều tốt cho người khác. Điều này giúp tăng cường ý chí và sức mạnh tinh thần của bạn, giúp bạn vượt qua những khó khăn một cách mạnh mẽ và kiên định hơn. Như vậy, tích cực làm việc tốt không chỉ là chìa khóa để mở ra cánh cửa của phúc lộc, tài lộc, mà còn là nguồn động viên và sức mạnh cho cuộc sống của chính bạn và những người xung quanh. 6. Là dọn dẹp nhà cửa. Một căn nhà bừa bộn có thể chặn năng lượng tích cực chảy vào và tạo ra những cảm xúc tiêu cực và kém may mắn. Chỉ với việc dọn dẹp nhà cửa là bạn đang mang đến cho mình nguồn lượng mới và trao quyền cho bản thân thay đổi vận mệnh của mình. Khi dọn dẹp, bạn nên vứt bỏ tất cả những món đồ cũ không còn sử dụng. Quét sạch mạng nhện và bụi bẩn trong nhà, bạn cũng có thể sắp xếp lại đồ nội thất trong nhà để cải thiện dòng chảy của năng lượng. Sơn lại tường nhà để mang luồng gió mới cho không gian và cuộc sống của bạn. Dọn dẹp nhà cửa không chỉ là việc giúp căn nhà trở nên gọn gàng và sạch sẽ, mà còn là một cách để tạo ra một môi trường tích cực, kích thích năng lượng tích cực và thu hút may mắn vào cuộc sống của bạn. Việc giữ gìn môi trường sống sạch sẽ không chỉ giúp loại bỏ những năng lượng tiêu cực, mà còn tạo điều kiện cho sự tự do vận động của năng lượng tích cực. Khi bạn loại bỏ những món đồ không cần thiết hoặc hỏng hóc, bạn cũng đang loại bỏ đi các gánh nặng tinh thần và cảm xúc tiêu cực mà chúng mang lại. Ngoài ra, việc sắp xếp lại đồ nội thất và sơn lại tường nhà cũng là cách tốt để thay đổi dòng chảy của năng lượng trong ngôi nhà. Bằng cách này, bạn có thể tạo ra một không gian mới mẻ và tích cực hơn, giúp cuộc sống của bạn trở nên thú vị và phong phú hơn. Tóm lại, việc dọn dẹp nhà cửa không chỉ đơn giản là công việc vệ sinh hàng ngày, mà còn là một phương tiện quan trọng để mang lại sự phúc lộc, tài lộc, may mắn và tiền tài vào cuộc sống của bạn. Hãy để căn nhà của bạn trở nên gọn gàng và sáng sủa, để bạn có thể tận hưởng một cuộc sống tươi mới và hạnh phúc. 7. Là mang theo bùa hộ mệnh. Một cách để mang may mắn đến cho bản thân là mang theo bùa hộ mệnh. Bảo bối phong thủy phổ biến nhất có thể là chìa khóa. Một chùm dây đeo chìa khóa đã được sử dụng để mang lại may mắn từ thời xưa. Đeo chùm 3 chìa khóa sẽ giúp bạn mở cánh cửa của giàu có, sức khỏe và tình yêu. Mang theo bùa hộ mệnh là một trong những cách truyền thống để thu hút may mắn và bảo vệ bản thân khỏi những điều xấu xảy ra. Chìa khóa được coi là một biểu tượng mang lại sự mở cửa cho cơ hội và thành công trong cuộc sống. Việc đeo chùm 3 chìa khóa có thể được xem như một biện phong thủy đơn giản nhưng hiệu quả. 3 chìa khóa đại diện cho 3 lĩnh vực quan trọng của cuộc sống: giàu có, sức khỏe và tình yêu. Khi mang theo chìa khóa, bạn không chỉ đang đặt niềm tin vào sự mở cửa cho những cơ hội mới mẻ, mà còn đang thu hút năng lượng tích cực để thuận lợi hóa giải những thách thức và khó khăn. Bùa hộ mệnh như chìa khóa có thể được đeo trên dây đeo cổ, chìa khóa của ngôi nhà hoặc chìa khóa của xe hơi. Quan trọng nhất là bạn cần tin vào sức mạnh của nó và mang theo một cách linh hoạt và tự tin. Tóm lại, việc mang theo bùa hộ mệnh như chùm 3 chìa khóa không chỉ là một biện pháp để bảo vệ bản thân, mà còn là một cách để thu hút may mắn, tài lộc, sức khỏe và tình yêu vào cuộc của bạn. Hãy tin tưởng và lắng nghe những tín hiệu tích cực mà năng lượng của chìa khóa mang lại cho bạn. 8. Là tắm nước lá. Trong nhiều nền văn hóa, các loại hoa lá luôn mang ý nghĩa tẩy trần, giúp con người sạch sẽ, đón vận may. Bạn có thể tắm bằng lá bưởi với ý nghĩa mang phúc lộc, hay dùng 7 loại hoa nhiều màu trừ màu trắng ngâm nước tắm. Sau khi tắm, bạn nên gói chúng vứt ngay, vì lúc này chúng được tin là đã tẩy sạch xui rủi của bạn và hấp thụ hết. Tắm nước lá là một phương pháp phong thủy truyền thống được coi là có khả năng tẩy trừ đi những năng lượng tiêu cực và mang lại may mắn, tài lộc cho người thực hiện. Trong nhiều nền văn hóa, việc sử dụng các loại lá hoa để tắm được coi là một nghi lễ linh thiêng để giải tỏa và hấp thụ năng lượng tiêu cực. Có nhiều loại lá được sử dụng cho mục đích này, mỗi loại đều mang một ý nghĩa và tác dụng riêng. Chẳng hạn, lá bưởi thường được chọn với mong muốn mang lại phúc lộc và may mắn cho người tắm. Đối với một số người, việc sử dụng 7 loại hoa nhiều màu để ngâm nước tắm cũng được coi là cách tốt để thu hút và duy trì năng lượng tích cực trong cuộc sống. Sau khi tắm nước lá, quan trọng là bạn nên gói chúng và vứt đi ngay. Điều này được xem là bước quan trọng để loại bỏ hoàn toàn những năng lượng tiêu cực mà lá đã hấp thụ và giúp cơ thể và tâm hồn bạn sẵn sàng đón nhận năng lượng mới tích cực. Tóm lại, việc tắm nước lá không chỉ là một phương pháp để làm sạch cơ thể mà còn là một nghi lễ tâm linh để tẩy trừ và hấp thụ năng lượng tiêu cực, đồng thời thu hút và duy trì năng lượng tích cực, mang lại phúc lộc, tài lộc và may mắn cho người thực hiện. Tiếp theo là 4 lỗi phong thủy tưởng đơn giản mà khiến gia đình sa sút, cần tránh ngay lập tức. Nếu bạn đang mắc những lỗi phong thủy này thì phải dừng lại ngay nhé, nếu không, tài lộc sẽ không cánh mà bay. 1. Là để lò vi sóng trên nóc tủ lạnh. Gia đình bạn có để lò vi sóng trên nóc tủ lạnh không? Nếu có thì ngay từ hôm nay, hãy thay đổi ngay thói quen này nhé. Bạn đang vô tình làm mất đi may mắn của cả nhà đó. Trong phong thủy, tủ lạnh ngũ hành thuộc thủy, lò vi sóng ngũ hành thuộc hỏa. Thủy hỏa xung khắc là điều có lẽ ai cũng đều biết, nên lò vi sóng và tủ lạnh để chồng lên nhau cũng chính là đang làm tự chúng xung khắc nhau. Điều này vô tình đã phá hỏng sự cân bằng âm dương, khiến cho tài vận không được tốt. Nếu vì gian bếp quá chật mà phải đặt như vậy, không còn cách nào khác, bạn hãy đặt một miếng gỗ ở dưới để mộc ngăn bớt sự xung khắc này nhé. Để lò vi sóng trên nóc tủ lạnh là một thói quen phổ biến trong nhiều gia đình, nhưng ít ai biết rằng việc này có thể ảnh hưởng đến may mắn và tài vận của gia đình. Trong phong thủy, mỗi đối tượng như tủ lạnh và lò vi sóng đều mang một ngũ hành khác nhau. Tủ lạnh thường được liên kết với ngũ hành thủy, trong khi lò vi sóng được liên kết với ngũ hành hỏa. Thủy và hỏa được biết đến là hai nguyên tố xung khắc nhau, và việc đặt hai đối tượng này chồng lên nhau có thể tạo ra sự xung đột trong không gian. Sự xung đột này có thể gây ra sự mất cân bằng âm dương, ảnh hưởng đến sự hài hòa và may mắn trong gia đình. Vì vậy, nếu có thể, bạn nên tránh đặt lò vi sóng trên nóc tủ lạnh. Tuy nhiên, nếu không có cách nào khác vì không gian bếp quá chật hẹp, bạn có thể thử đặt một miếng gỗ ở dưới để tạo ra một lớp ngăn cách, giảm bớt sự xung khắc giữa hai đối tượng này. Việc thực hiện điều này không chỉ giúp tạo ra sự hài hòa trong không gian sống mà còn giúp cải thiện tài vận và may mắn cho gia đình. Hãy nhớ rằng sự cân bằng và hài hòa trong không gian sống có vai trò quan trọng trong việc thu hút phúc lộc, tài lộc và may mắn. 2. Là giày dép không có giá, vứt lung tung ở cửa ra vào. Đây là lỗi của rất nhiều gia đình. Bạn có thể sắm sửa rất nhiều thứ, nhưng tủ giày vẫn là thứ thiếu trong gia đình này. Và đương nhiên, giày dép sẽ được vứt lung tung ở trước cửa ra vào. Điều này bạn nghĩ là bình thường, nhưng lại không thể ngờ được là nó vô tình ngăn vận khí tốt vào nhà bạn. Cửa ra vào chính là nơi cát khí đi vào nhà. Nếu bạn ngăn cản nó bằng những thứ mùi giày dép, thì đúng là chính bạn đã tự ngăn mất tài lộc đó. Vì vậy, tủ giày là thứ cần sắm nhất trong một gia đình. Giày dép thường được coi là một vật dụng thông thường trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng ít ai ngờ rằng cách bố trí và sắp xếp chúng có thể ảnh hưởng đến vận khí và may mắn của gia đình. Trong nhiều gia đình, việc để giày dép lung tung ở cửa ra vào là một thói quen phổ biến, nhưng đây lại là một thói quen không tốt đối với phong thủy. Cửa ra vào được xem là nơi mà năng lượng tốt và may mắn có thể đi vào nhà. Tuy nhiên, khi bạn để giày dép lung tung ở khu vực này, chúng có thể tạo ra một mùi khá không dễ chịu và gây cản trở cho dòng khí tích cực. Điều này dẫn đến việc ngăn cản vận khí tốt từ việc đi vào nhà, làm giảm khả năng thu hút tài lộc và may mắn cho gia đình. Vì vậy, việc có một tủ giày sắp xếp gọn gàng và hợp lý là rất quan trọng trong một gia đình. Bằng cách này, không chỉ giúp tạo ra một không gian sạch sẽ và gọn gàng, mà còn giúp thu hút vận khí tích cực và may mắn vào nhà. Hãy nhớ rằng, việc tạo ra một môi trường sống hài hòa và thoải mái là chìa khóa để thu hút phúc lộc, tài lộc và tiền tài vào cuộc sống của bạn. 3. Là không đóng nắp bồn cầu. Nhiều người có thói quen đi ngủ hay đi vệ sinh xong không đóng nắp bồn cầu. Vậy là bạn đã tự làm hại mình. Hại mình là hại sức khỏe của bạn vì mùi nhà vệ sinh bốc ra ngoài khi ăn, khi ngủ. Ngoài ra, đây là nơi mà nhiều người nhất là người giàu quan niệm rằng vận khí này sẽ bị triệt hết nếu không biết nắp bồn cầu sau khi đi vệ sinh. Sau khi đọc bài này, hãy suy nghĩ thật kỹ xem bạn có thường xuyên làm điều này không nhé. Đó có thể là lý do mãi bạn vẫn chưa giàu. Việc không đóng nắp bồn cầu không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, mà còn có thể tác động đến vận khí và may mắn trong gia đình. Mùi khó chịu từ nhà vệ sinh có thể lan tỏa ra phòng khách và khu vực sống khác, ảnh hưởng đến không gian sống và sức khỏe của mọi người trong gia đình. Ngoài ra, theo quan niệm phong thủy, việc không đóng nắp bồn cầu có thể làm mất đi vận khí tích cực trong nhà. Nhà vệ sinh được coi là nơi dễ trú ngụ của năng lượng tiêu cực, và việc để nắp bồn cầu mở ra sẽ khiến cho năng lượng tiêu cực này có thể tự do lan tỏa và ảnh hưởng đến không khí trong nhà. Do đó, việc thường xuyên đóng nắp bồn cầu sau khi sử dụng không chỉ là để bảo vệ sức khỏe, mà còn là để giữ cho không gian sống của bạn luôn trong trạng thái cân bằng và thu hút vận khí tích cực. Hãy nhớ rằng những thói quen nhỏ như vậy có thể có ảnh hưởng lớn đến sống và tâm tài lộc của bạn. 4. Là đầu giường kê sát nhà vệ sinh, nhà bếp. Đây là lỗi sai vô cùng nghiêm trọng. Khi bạn đặt đầu giường sát nhà vệ sinh, lúc ngủ, đầu quay về hướng đó sẽ vô cùng ảnh hưởng tới vận khí, thậm chí sức khỏe. Bếp là nơi nấu ăn nên luôn có mùi thức ăn, nhà vệ sinh thì càng nên kiêng kỵ vì là nơi chứa chất thải. Vậy nên, dù đặt đầu giường theo hướng nào thì cũng phải tuyệt đối kiêng hướng này nhé. Việc đặt đầu giường kế sát nhà vệ sinh và nhà bếp là một sai lầm nghiêm trọng trong phong thủy. Khi đầu giường được đặt ở gần những khu vực như nhà vệ sinh và nhà bếp, chúng ta có thể gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe và vận khí. Trước hết, nhà vệ sinh là nơi chứa chất thải và có thể phát tán mùi khó chịu. Nếu đặt đầu giường kế sát nhà vệ sinh, việc hít phải mùi không tốt này có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tổng thể của chúng ta. Ngoài ra, nhà bếp là nơi nấu nướng, thường xuyên phát ra mùi thức ăn và hơi dầu mỡ. Việc đặt đầu giường gần nhà bếp có thể khiến cho chúng ta hít phải những mùi không dễ chịu khi ngủ, gây ra khó chịu và làm giảm chất lượng giấc ngủ. Về phong thủy, việc đặt đầu giường kế sát nhà vệ sinh và nhà bếp cũng có thể làm ảnh hưởng đến vận khí của gia đình. Những khu vực này thường được coi là chứa năng lượng tiêu cực, và khi đầu giường được đặt gần chúng có thể gây ra sự xung đột và không ổn định trong không gian sống. Do đó, để tạo ra một không gian sống và giấc ngủ tốt hơn, hãy đảm bảo rằng đầu giường được đặt ở một vị trí phù hợp, xa xa những khu vực như nhà vệ sinh và nhà bếp. Điều này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn tăng cường vận khí và may mắn cho gia đình bạn. Nếu bạn chưa mắc những lỗi phong thủy dưới đây thì là tín hiệu mừng cho gia đình bạn. Còn nếu đã mắc rồi thì phải thay đổi ngay tức khắc, nếu không, gia đình sẽ khó phát đạt.